kiểu mẫu và 11 xã nông thôn mới thông minh. Theo ông Phùng Xuân Tiến, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc, để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để từng bước khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình. Trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định, chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phải có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình theo phân cấp. Tỉnh đã thực hiện lồng ghép hiệu quả vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Riêng trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí 1.400 tỷ để hỗ trợ các địa phương xây dựng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ cán bộ, đảng viên cho đến người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới trở thành nơi đáng sống, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiệm cận với đô thị, cảnh quan và